Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá ngôi nhà của Baby nha. Ngôi nhà này có tên là Doll House. Và trong đây chứa đựng tất cả sở thích của Baby đó. Rồi, bắt đầu nào. Của Baby có những gì nhá. Rất là nhiều bánh quy này. Trái tim này. Ngôi sao này. Chúng ta đang trang trí tường cho nhà Baby đấy. Tường hình bánh quy, trái tim, ngôi sao. Thank you.
trên tivi này. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá ngôi nhà của Baby nha. Ngôi nhà này có tên là Doll House. Và trong đây chứa đựng tất cả sở thích của Baby đó. Rồi, bắt đầu nào.